băng rôn này rất là ý nghĩa, thì nhờ có một người anh như anh Trương, một cụ rất nhiệt tình đã tặng lại và giữ lại một kỷ niệm rất là đẹp cho đội tuyển Việt Nam. Lúc đấy là rất là hạnh phúc vì các đồng đội đã giữ lời hứa, thì đã chiến đấu vì bản thân mình và tặng chiến thắng rất là đẹp cho mọi người. Chỉ với chân đang đau thì chỉ ngồi và khô chân vỗ tay được thôi chứ không thể bật dậy được. Thì thầy bác rất là tiếc khi phải chia tay cầu thủ, bản thân mình cũng rất tiếc khi phải về trước, nhưng mà thực sự là cái sự lưu luyến của thầy cũng để lại cho mình cảm xúc rất là mạnh, rất là buồn thời thời điểm đấy thì phải về trước. Có thì hai mình và các đồng đội cũng thường xuyên check time hoặc gửi nhắn qua Facebook. Bác thì có liên lạc với mình sau trận thắng với Ba Ranh. Văn Toàn thực sự là cầu thủ cũng rất là vui tính, mình cũng hòa nhập rất là nhanh với Văn Toàn, mặc dù hai anh em chưa bao giờ ở cùng phòng với nhau, nhưng thì cũng ở cùng nhau thì chia sẻ rất là nhiều, và cũng đấy là một cầu thủ rất là động lực và khát khao rất là nhiều. Cũng không dám nghĩ lắm, khá là nghiêm túc đấy.